thì Việt rất là vui vì bây giờ Việt được vào đến vòng này của chương trình, được gặp những anh chị đi trước, được gặp những người nổi tiếng, được học hỏi về âm nhạc và được lên truyền hình. Và Việt làm cho gia đình rất là tự hào. Vậy nên chả có gì phải buồn cả. Còn dừng lại chỉ là dừng lại ở một cuộc chơi, đường còn dài. Thì Việt mong những người yêu quý Việt, những người ủng hộ Việt hãy đồng hành cùng Việt. Việt không có cái khái niệm là người nổi tiếng và fan đâu. Những người yêu quý Việt đều là bạn của Việt.